Các trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa trao quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 57 phạm nhân có quá trình học tập, cải tạo tiến bộ, trong đó có 14 người được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù để về sum họp với gia đình trong dịp Tết cổ truyền sắp tới. Trong tổng số 57 phạm nhân được giảm án, có 43 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án từ 2 đến 8 tháng. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập, cải tạo lao động, chấp hành tốt những nội quy quy định tại nơi giam giữ việc giảm án là chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để những người phạm tội được rút ngắn thời hạn chấp hành án được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời